ngăn cấm không được thì nhiều khi con về cũng nghĩ đánh xong cũng lại thương hại, đừng roi vọt vụt làm chân người đấy. Tuyết Dung nhà bác trước sau cũng là quả bóng vàng, nếu như còn tôi còn bác mà là ngôi sao của bóng đá của Việt Nam, chính thầy Hải Anh nói với tôi đá ngôi sao quả tỉnh quả huyện quả đất nước, nhưng mà về đến cái gia đình, cái cuộc đời sau này của con phải xây dựng gia đình, về có chồng có con, một cái gia đình tổ ấm hoàn hảo để bố mẹ mới an tâm. Như đã hứa với quý vị thì Minh Hải mong muốn đưa quý vị đến thăm nhà của các cậu phụ nữ. Và ngày hôm nay điểm đến đầu tiên của chúng ta là thôn Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam. Và chính xác là Minh Hải đang đứng ngay trước cửa nhà của Tuyết Dung, một huyền thoại sống của bóng đá Việt Nam. Nhà vô địch SEA Games, nhà vô địch V-League, nhà vô địch Đông Nam Á và cũng là người giành được quả bóng vàng Việt Nam. Nhưng trên tất cả ở bình diện thế giới thì Tuyết Dung đã đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ có hai bàn thắng được ghi ở hai chấm phạt góc khác nhau ở trong cùng một trận đấu. Và đây cũng là cầu thủ Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng lớn nhất do BBC bình chọn. Nhưng ngày hôm nay Minh Hải mong muốn đưa các bạn đến thăm nhà Tuyết Dung để chúng ta cùng khám phá những điều rất bình dị ở đây. Nó đúng như những cái gì nó thuộc về bản chất, tính cách, con người của Tuyết Dung, giống như đống rơm ở đây, giống như chuồng gà kia. Và khi chút bỏ bộ quần áo đã giúp Tuyết Dung trở thành nhà vô địch thì Tuyết Dung lại trở thành một người con gái giống biết bao nhiêu người con gái khác ở làng quê Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng khám phá những câu chuyện rất đời thường, rất dân dã của một cầu thủ rất nổi tiếng, thậm chí gọi là tượng đài của bóng đá nữ Việt Nam, Nguyễn Thị Tuyết Dung. Em chào anh chị. Vâng, chào chú. Thưa quý vị các bạn, là chúng ta đang có mặt ở trong lòng ngôi nhà của Tuyết Dung. Xin được giới thiệu, đây là bố mẹ của Tuyết Dung. Anh chị có thể giới thiệu một chút về cái không gian ngày xưa của nhà mình và Dung được sinh ra như thế nào và gắn bó với căn nhà này ra sao? Trước là ngày xưa là em vẫn còn bé thì là con nói em nó biết chơi đấy thì là em đã cứ đam mê bóng, nó chơi bóng ấy. Nhiều khi tôi cứ mắng ấy, có khi nó đi học chơi với các bạn ở trường xong về nhà lại cứ trốn đi chơi với các bạn ở nhà. Thì tôi cứ bảo là sao con không chơi với con trai, con gái con lại cứ đi chơi bóng với con trai thế. Thì cháu nó cứ không nói gì, xong là tôi bực thì lại cứ mắng cháu, thế là bảo cháu là giày đi không được chơi với con trai ấy nhá, con chơi với con gái ai lại cứ chơi với con trai. Thì cháu nó vâng, dừng từ đâu mai lại đóng đấy. Thế nhiều khi chưa đến tháng 5, tháng 6 ấy, lắm thì bố mẹ cứ bắt chưa đến là đóng cửa đi ngủ tất. Nhưng mà khi bố mẹ cũng lên giường nằm đấy, nhưng bố mẹ ngủ rồi là lại dậy trốn tránh, ngày đấy cần nuôi trâu. Thế là trốn tránh về bảo nếu không đi học là con phải chăn trâu giúp đỡ bố mẹ. Nhưng mà bố mẹ ngủ rồi là lại vùng dậy lấy bao lấy liềm đi cắt cỏ trưa. Về ra cái chuyện là chiều vẫn bảo đảm cho trâu lo. Thì là chiều được buộc trâu đấy cho ăn cỏ là lại đi chơi bóng đá với các bạn. Dung từng kể là đã ăn rất nhiều trận roi vọt. Vâng, đúng rồi. Đầu tiên đấy thì nói thì con không nghe, xong rồi cứ suốt ngày đi chơi và đá bóng, xong rồi kể cả anh nghe hàng xóm cứ bảo là sao không cấm nó, cứ để nó đi chơi con dai thế. Nhưng vì sau ngăn cấm không được thì nhiều khi con về cũng nghĩ đánh xong cũng lại thương hại, đừng roi vọt vụt làm chân đấy. Nhưng mà đánh xong nghĩ lại thương hại, thế vì sau bảo thôi, nghĩ bụng bảo là vì sao họ cứ nói vào thôi kệ cháu nữa, đam mê của cháu nữa thì thôi cứ ủng hộ cho cháu nó đi. Nhưng mà đến năm 2014 ấy là cái ngày là năm là thành công nhất của con thì tôi phấn khởi và thôi cũng bỏ cho cái công là con gái là đam mê rồi chủ động thành công làm một cái việc gì mà đến hôm cái năm 2014 đấy là tôi mừng. Thưa quý vị và các bạn, là để mà một cầu thủ nữ mà đi tập được nó khó lắm, bởi vì các cầu thủ nữ khác có đá đâu, chứ là mình toàn phải đá với con trai thôi. Thì lúc đấy khi mà chị ngăn cấm, chị sợ nhất điều gì? Tôi sợ và cháu nó đá bóng vì nó là con gái này, tôi cũng bảo các bạn con gái này suốt ngày á làm đẹp chăm chuốt thích đẹp chơi búp bê rồi mặc váy mặc jean đằng này không
đặc biệt nó biết cái gọi là nó bé cái mặc váy mặc như cho nó không mặc. Yeah. Nó cứ thích mặc người gọi là mặc trên cái quần áo lùng tùng, không phải là yếu điệu của con gái. Vâng. Suốt ngày nó chơi như thế thì tôi cũng lo, bảo được con bảo con là con chơi thôi thì về sau bảo con sở thích của con chơi, nhưng mà con phải thận trọng, nếu không may á nhỡ ra mà va chạm với các bạn mà có như nào thì mình là người thiệt thòi nhất. Bố mẹ vất vả cứ thêm thắt con nuôi trâu nuôi bò thì làm sao mà chơi thì chơi rồi cũng chỉ dành thời gian mà ấy trâu chăn trâu cho mẹ. Thì em cũng bảo vâng, kệ con, thì phải cứ đi khoác bao đi cắt cỏ, lúc nào các bạn không chơi cũng là khoác bao đi cắt cỏ. Bạn rất là thông minh đấy. Đấy, khoác bao đi cắt cỏ. Buổi trưa thay vì là ngủ các bạn ạ, thì là Dung lại lấy bao tải và liềm đấy, đi cắt cỏ. Đi cắt cỏ. Sau đó là buộc trâu ở đó cho đấy ăn cỏ. Tức là cái khẩu phần ăn của con trâu nó vẫn đủ. Khẩu phần nhưng mà khẩu phần chơi của Diễn Dung là cũng đủ. Rất là thông minh. Cái này được cả mấy phần. Vâng. Năm 2006 thì có tivi, có lên tivi là tuyển chọn bóng đá nữ. Thế là cháu nó về nó mới hỏi là bố mẹ làm hồ sơ cho con đi. Thì mẹ nó thì không muốn cho đi. Nhưng mà riêng tôi là bố tôi ủng hộ. Cứ kệ cho con nó đi. Mong muốn của nó như thế nào thì cứ kệ cho nó thoải mái, tự do cái nghề. Thế là làm đơn đi xuống huyện cái là tuyển chọn là coi tài ở Hải Anh là chấm duyệt luôn, là coi đạt điểm 10 luôn, là đạt. Xong đến một tháng sau tôi mới lên trên Hòa Mạc, hồi trên Hải cần tập luyện lớp Lăng Khiếu trên Hòa Mạc ấy, thì tài Hải Anh ấy chính thức nói với tôi là sao tôi rồi tôi làm huấn luyện viên suốt bao nhiêu năm rồi mà tôi chưa thấy một con bé nào mà sao chân nó lại dẻo như thế. Thế ở nhà cháu nó có đá bóng không hả bác? Tôi mới bảo ở nhà cháu nó đá bóng suốt ấy. Thế mà thế nó đá bóng một con gái ấy, thì có không để tôi về tôi tuyển cả các bạn của cháu nữa. Bảo không, cứ riêng nhất là Tuyết Dung đá thôi, còn không có ai đá đâu. Mà thế nó đá với ai? Nó đá với bạn trai. Thế thầy anh ấy cười và bảo thầy nào mà tôi thấy là chưa thấy một cái lớp cầu thủ từ trước đến giờ mà sao lại chân tay mà nó dẻo mức độ đấy. Tuyết Dung nhà bác trước sau cũng được quả bóng vàng. Nếu như còn tôi còn bác mà là ngôi sao của bóng đá của Việt Nam, chính tại Hải Anh nói với tôi là năm đấy là 2006. Nhưng mà đúng thế thật. Thì đến năm 2012 thì cháu được lên đội tuyển quốc gia. Thế 2014 thì cháu được quả bóng vàng. Thì tại Hải Anh lại gặp tôi lại bảo thấy không, tôi nói với bác cứ đúng không, con này nó còn nữa chứ không dừng lại ở đây đâu. Mỗi khi Tuyết Dung mà chơi bóng, mà cầm bóng, đi bóng thì thường thường tôi cảm thấy như kiểu là tôi đang ở trên sân. Cũng cái kiểu điệu tôi đá trước như thế nào, bây giờ Tuyết Dung đá như thế. Đấy, sao lại giống nhau đến thế, tôi vẫn cứ nghĩ bảo sao mà con này nó lại cảm nhận được cái của bố như thế. Trước kia tôi đá như thế nào, bây giờ nó đá như thế đấy. Tuyết Dung bây giờ đá đúng như tôi trước. Tôi trước ở trong tiền vệ, giờ Tuyết Dung cũng tiền vệ. Mà cái kiểu ban bóng, truyền bóng hay là lừa bóng như thế nào, trước thế nào, bây giờ Tuyết Dung như thế. Nói chung kỷ niệm tôi với Tuyết Dung thì nó có nhiều kỷ niệm. Kỷ niệm nhiều nhất là thời gian mà Tuyết Dung được tuyển vào đội Lăng Khiếu ở trên Hòa Mạc. Thì thường thường ấy, hồi đấy là điện thoại là chưa có điện thoại, hồi đấy hãy nghèo, gia đình đã có đâu, chưa có điện thoại, chưa có xe máy. Thì tôi ấy, nên tôi thăm hỏi cháu ấy, thì thường thường tôi nói như cháu là đấy, con phải thế lọ thế kia, cái kiểu đá như bố vẫn dạy con, phải thế lọ thế kia, phải truyền thế lọ này, tránh bóng như thế nọ. Thì con cố mà tập, thì Tuyết Dung bảo bố cứ yên tâm, con sẽ học hỏi được nhiều, cần hơn thế nữa chứ không phải riêng bố. Thế thì điện thoại thì không có, thế thỉnh thoảng cháu nó là Tuyết Dung là cứ gửi thư về cho tôi thôi. Mẹ nó thế mẹ nó không thì không gửi, cứ gửi về cho tôi nè. Cái kiểu bố dạy con thì con biết rồi, còn cái kiểu nào nữa hơn không thì bố truyền lốt cho con. Đấy, hai bố con lại tâm sự bằng gì ấy? Thư chứ không có điện thoại như trời đâu. Tôi lại viết thư
lên, gửi bưu điện lên, tôi đang bảo con phải thế lọ thế kia. Vì tôi trước kia là thể thao quân đội là tôi đã qua rồi, là tôi đã mới hiểu hết tất cả mọi một vấn đề riêng thể thao, riêng cái bóng đá là tôi ham hiểu hết. Đây là những bằng khen của Tuyết Dung. Vì sao tôi treo cao những cái bằng khen và giấy khen của Tuyết Dung lên đây về để cho mọi người vào thấy nó không gian nhìn nó được rõ hơn. Những cái bằng khen, giấy khen của Tuyết Dung là từ năm 11, 12, 13, 14 là có hết, là tôi toàn bộ tôi treo. Riêng bằng khen, giấy khen là tôi treo cao tất, kể cả nhà ngoài cũng thế, tôi treo cao để tôn vinh những cái thành công, những cái ấy của Tuyết Dung. Vâng. Đấy. Ở đây nhìn thấy rất là rõ, vâng, có những cái ký từ năm 2011, tức là thời điểm mà Tuyết Dung mới chỉ đá vòng chung kết U19 quốc gia. Vâng. Đấy, ở đây là có Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tặng này, đặc biệt là có Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, thời đấy còn là thời của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh. Vâng. Là năm 2013. Và đặc biệt ở đây chúng ta thấy là có danh hiệu của bóng vàng này. Danh hiệu của bóng vàng báo ra Sài Gòn Giải phóng năm 2014. Và có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vào năm 2018. Tức là đội của chúng ta giành huy chương vàng. Huy chương vàng ở kỳ SEA Games tại Malaysia. Và ở đây nữa, chúng ta thấy là cầu thủ xuất sắc nhất giải ở đây là giải vô địch quốc gia nữ năm 2014. Đấy. Và ở bên này chúng ta nhìn thấy là còn có rất là nhiều. Tôi đặc biệt là bị ấn tượng bởi cái ảnh này. Ảnh này đúng là phong cách của Tiết Dung. Ảnh này chính là hình ảnh của Tiết Dung. Tiết Dung thì rất là thích Ronaldo. Mà cái cách chơi như thế, phải nói là một cầu thủ nữ nhưng mà vô cùng mạnh mẽ. Bên này chúng ta cũng nhìn thấy có rất là nhiều những cái bằng khen. Đây chắc là cái ảnh khi mà chúng ta đi tập huấn tại Nhật Bản. Đấy. Nhưng mà điều quan trọng ở đây Minh Hải rất là mong muốn là gửi đến các bạn những hình ảnh ở đây. Anh có thể ra đây có thể chỉ cho bọn em biết là những cái ảnh này là nó chụp năm nào không ạ? Các bạn có thể nhìn thấy là những hình ảnh của Tuyết Dung bao giờ cũng rất là tươi tắn, xinh, rất tươi và rất xinh. Gương mặt thì phải nói là rất là cá tính. Đấy. Và ngày xưa thì cũng giống như biết bao nhiêu những cô gái cá tính khác. Nhìn mái tóc này có vẻ nhìn trông rất là... Có lẽ đây là một trong những mái tóc rất dài của dài nhất Dung đấy, rồi. Dài nhất của Dung đấy. Mà mái tóc này là dài nhất đấy. Và xem ảnh cũng như là được tiếp xúc với Dung rất là lâu rồi. Nhưng mà chả bao giờ thấy Dung mặc váy bao giờ cả. Vâng, Tuyết Dung không bao giờ mặc váy. Không. Và bao trong giờ tủ quần áo của Dung có váy không ạ? Không có, không có váy. Vâng. Phải nói là rất là khó khi mà yêu cầu một người không thích váy mặc váy đúng không ạ? Đó, và ở đây chúng ta còn nhìn thấy là rất là nhiều những cái khung cảnh. Mà ở đây có cả cái... chúng ta có thể nhìn thấy. Đây là SEA Games 27 tại Myanmar năm 2013. Đấy. Và đây chính là cái giấy chứng nhận chúng ta là nhà vô địch. Đó, chúng ta sẽ để lại đúng vị trí. Hy vọng là tất cả những cái kỷ vật như thế này, anh sẽ có một cái chế độ cất giữ nó thật là tốt. Và những cái như này thì chúng ta nên ép plastic để cho nó đỡ bị hỏng. Nhưng thưa quý vị và các bạn, là để có tất cả bộ sưu tập vừa rồi thì đây chính là hai trong số những cái giải thưởng mang tính gọi là bà đỡ. Một là giải bóng đá nữ U19 quốc gia năm 2011. Đó, và danh hiệu của tổ sắc nhất. Chúng ta nhìn thấy là đây là cái giải thưởng mà tạo ra một cái bệ phóng cho Tuyết Dung. Đây chính là giải mà đã khai sinh ra một ngôi sao Tuyết Dung. Và vào thời điểm đấy thì rất là nhiều người bắt đầu trầm trồ nói về Tuyết Dung khi mà xem Tuyết Dung thi đấu ở giải U19. Và phía này chúng ta nhìn thấy một tấm ảnh Tuyết Dung đang tranh cướp với Đăng Đa, một cầu thủ mà cũng đã phải nói là một kỳ phong địch thủ, cũng là người đánh giá rất là cao Tuyết Dung của chúng ta. Tôi xây dựng cái căn nhà này là năm 1993, hầu như là căn nhà này là to nhất làng.
là lịch sự ngân hàng, nhưng đến nay thì nó lại thành cổ rồi. Và không, nhưng điều quan trọng ở đây ấy, đây vẫn là căn nhà sang, thậm chí là nhất Việt Nam. Bởi vì ở đây nó có quá nhiều những dấu ấn của Tiên Dung. Nói thật là không tiền nào có thể mua được những cái mà anh chị đang treo ở trên này. Cho nên là anh chị vẫn là một người rất giàu có. Ngày xưa, thưa các bạn, là bố đã xây dựng một căn nhà sang nhất làng. Nhưng ngày hôm nay với dấu ấn của Dung, căn nhà này trở thành căn nhà có lẽ là được mong muốn nhất của bóng đá Việt Nam. Có lẽ là rất là khó để tìm được một ai đấy có một cái bề dày thành công với những cái bộ sưu tập về thành tích giống như là Tuyết Dung. Nhưng mà chắc chắn, thưa quý vị và các bạn, là còn có một bộ sưu tập nữa ở cách đây không xa. Và chúng tôi sẽ cùng với bố mẹ Tuyết Dung, chúng ta hãy cùng đi khám phá và kể cho nhau nghe thêm những câu chuyện nữa về Tuyết Dung. Chắc là các bạn sẽ rất là bất ngờ đúng không ạ? Vì các bạn đang nhìn thấy một cái biển quán Tuyết Dung 7 chuyên tiết canh vịt, bún cháo, miến vịt và các món nhậu. Thì thưa với các bạn là đây là căn nhà mới của Tuyết Dung. Và ở đây thì có rất nhiều những cái kỷ vật, những cái danh hiệu mà Tuyết Dung đã rất vất vả mới giành được. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng vào khám phá cũng như là tận mắt chứng kiến xem những bất ngờ gì đang đợi chúng ta ở phía trước. Đây, chúng ta đến đây cái là chúng ta nhìn thấy ngay đúng không ạ? Có hai cái mà chắc là người dân Việt Nam, đặc biệt là những người ham mê bóng đá thì không thể nào quên nổi. Đó là chức vô địch AFF Cup năm 2019, một cái giải đấu mà phải nói là chúng ta đã rất là mệt nhọc thắng Thái Lan ở giây phút cuối cùng. Và bên này là một trong những hình ảnh rất là đáng tự hào của chúng ta. Đấy là tấm huy chương vàng thứ 6 cho bóng đá nữ Việt Nam, để khẳng định rằng chúng ta là nữ hoàng ở môn thể thao này tại Đông Nam Á. Hai bức ảnh rất là đẹp, nhưng mà tôi thì đặc biệt bị thu hút bởi bên phía cánh bên này. Chúng ta nhìn thấy đây, lễ trao giải giải vô địch quốc gia nữ năm 2018. Và thưa với các bạn là đây chính là chức vô địch đầu tiên và duy nhất của Phong Phú Hà Nam tính đến thời điểm này ở giải vô địch nữ. Có một câu chuyện như thế này là ngày xưa ấy, thì Tuyết Dung rất ngưỡng mộ và coi Văn Thị Thanh là thần tượng của mình. Nhưng chỉ đến thời của Tuyết Dung thì bóng đá nữ của Phong Phú Hà Nam mới thực sự đoạt được ngôi hạng Việt Nam. Và đấy cũng là được coi là đã vượt qua đảng chị đúng không? Đây, chúng ta nhìn thấy những bức ảnh rất là đẹp. Nhưng đây mới là cái mà tôi cho là quý giá hơn bất cứ một cái gì đối với sự nghiệp của một cầu thủ. Và chắc chắn là bây giờ nếu mà hỏi Tuyết Dung thì chắc Tuyết Dung không thể nhớ hết được là cái danh hiệu này nó gồm những cái gì. Đây, chúng ta nhìn thấy đây là tấm huy chương vàng gần nhất của Tuyết Dung, tấm huy chương vàng SEA Games 30 trên đất Philippines, một giải đấu mà tôi đã từng chứng kiến có lẽ là khó khăn nhất mà các cầu thủ nước của chúng ta đã vượt qua. Trước đó là SEA Games 29 trên đất Malaysia, chúng ta vẫn giành được chiến thắng sau khi cũng vượt qua người Thái. Ở đây còn rất là nhiều những cái tấm huy chương nữa. Đây, huy chương vàng AFF Cup đây, huy chương của AFF Cup đây 2019, rất đẹp. Ở đây thì không thể nào mà kể hết được. Có lẽ là những cái danh hiệu của Tuyết Dung thì phải tính bằng cân mất. Đây là năm 2011 đây các bạn. Đây chính là cái huy chương mà tôi rất là muốn kể với các bạn. Đây là giải đấu mà đã khẳng định một tên tuổi mới. Cái tên Tuyết Dung bắt đầu được chú ý từ năm 2011 ở giải U19 nữ quốc gia. Ở bên này thì nói chung là quá nhiều những cái món quà. Có lẽ là phải để bố Tuyết Dung nói đâu. Huân chương lao động của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký SEA Games vàng năm. Tôi xin phép là được mang cái này xuống. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái phần thưởng chỉ dành cho những người có cống hiến nổi bật và quan trọng cho đất nước. Và chúng ta thấy là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Huân chương lao động hạng 3. Phải nói đây là một phần thưởng vô cùng quý giá. Đây là một cái sự ghi nhận rất là lớn lao với những cái cống hiến của Tuyết Dung. Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tặng bằng khen cho Tuyết Dung sau SEA Games 30 vừa rồi. Ở đây là Ủy ban tỉnh. Đây, chúng ta thấy. Và thậm chí là đằng sau vẫn còn một cái nữa.
nhiều đến mức là phải chồng lên nhau. Không phải. Nhưng thưa quý vị là tôi rất là thích cái cách bày trí như thế này. Ở đây là những cái huân chương, những bằng khen, nhưng ở giữa là hình ảnh của Tiết Dung của chúng ta, một hình ảnh rất là đẹp. Chúng ta có thể nhìn thấy đây là bức tranh mà vẽ lại những hình ảnh mà Tuyết Dung đã giành quả bóng vàng nữ Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2014 trước khi có giải thưởng thứ hai là năm 2018. Đây chính là cái 2014 đây, quả bóng vàng nữ 2018 ở đây, quả bóng bạc nữ ở đây, và đây cũng là quả bóng bạc năm 2015. Chúng ta nhìn thấy là rất nhiều những thành quả. Phải nói là nhìn như này thì chúng ta thấy là Tuyết Dung đã có một khoảng thời gian rất là dài cố gắng, đổ mồ hôi, thậm chí là cả máu của mình để có thể có được. Và ở bên này, thưa các bạn, đây là chiếc áo của Tuyết Dung. Tuyết Dung đã thi đấu ở AFF Cup. Nó vẫn là số 7 mà chúng ta yêu mến. Số 7 bây giờ nó là số 7 huyền thoại rồi. Đây, và chúng ta nhìn thấy có đầy đủ các chữ ký đây. Chữ ký của các cầu thủ mê huấn luyện viên. Vâng, của những người tạo ra chiến công đó. Nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy rất bất ngờ khi có một chiếc áo của Eraven để ở đây. Chiếc áo của Eraven số 15. Và số 15 cũng trở thành huyền thoại. Đó là của Đoàn Văn Hậu. Tại sao mình lại có chiếc áo này? Tuyết Dung mang về, thế mà anh Đoàn Văn Hậu tặng Tuyết Dung. Vâng. Hai huyền thoại tặng nhau. Rất tuyệt vời. Chiếc áo số 15 của Heraven, Đoàn Văn Hậu. Hy vọng rằng khi nào đấy Hậu về, Hậu có thể để lại một chữ ký ở đây, thân tặng Tuyết Dung, ký tên Đoàn Văn Hậu sẽ rất là hay. Ngày hôm nay chúng ta đến đây với một cái cơ ngơi rất mới, còn rất là thơm, mùi vôi. Có lẽ là cũng mới hoàn thành thôi chứ đúng không anh? Vâng, mới hoàn thành cuối năm ngoái ạ. Vâng, tức là cuối năm bây giờ là được khoảng 2 tháng rồi. Hơn, nó tháng 8, nó khoảng 4 tháng rồi. Và căn nhà này thì Tuyết Dung đóng góp bao nhiêu phần trăm để anh chị xây dựng ngôi nhà này? Tuyết Dung đóng góp tầm khoảng 90%. Vâng. Coi hầu như là lo cho bố mẹ gần hết. Gần hết. Có thể là tiền bạc nó cũng chỉ là phần nào thôi. Vâng. Nhưng mà cái tự hào đây là ồ, con mình trưởng thành rồi. Cái thành quả lao động của con mình lại mang về để báo đáp cho bố mẹ. Cái niềm tự hào nó rất là lớn. Cái niềm vui đấy mới là cái niềm vui nó lớn nhất đúng không anh? Vâng. Và cảm xúc của anh như thế nào? Cảm xúc tôi là rất sung sướng vì con mình nó đã biết lo cho bố mẹ. Lo cho bố mẹ để cho công việc hàng ngày nó nhàn hơn. Là bố mẹ đỡ khổ hơn và được chuyển lên cái chỗ nó khang trang hơn. Đấy, nhưng mà tôi thì tôi tham việc, tôi lại chuyển sang cái bán quán ăn, nên nó lại thành vất vả. Và chắc chắn là Dung không thích điều này. Vâng, Dung được không thích. Dung chỉ thích muốn cho bố mẹ là bán qua quán gì thôi. Gọi là giải khát nước lôi, nước ngọt, nước riếc thôi. Để cho bố mẹ nhàn. Nhưng mà tôi tham, tôi chuyển sang cái bán quán ăn vất vả. Thực ra đến đây phải nói là rất là mừng cho gia đình, nhưng mà em cảm thấy có một cái một điều gì đấy hơi thiếu. Đó là một tấm ảnh mà anh chị xuống sân để chia vui cùng với Tiết Dung khi nhận huy chương vàng hoặc chức vô địch. Em vẫn chưa thấy ở đây. Và có lẽ là anh chị cũng rất ít khi là đi để cổ vũ cho Tiết Dung khi mà thi đấu ở đội tuyển quốc gia. Tôi cũng mong muốn bảo là cái gì có điều kiện thì hai vợ chồng cũng đi ra nước ngoài chuyến, gọi là đi vừa thì những đợt làm mà con có giải đá đấy thì đi một chuyến, mà không thì vừa đi du lịch vừa đi chơi vừa xem con đá vừa thăm con xem như thế nào đấy. Con cũng bảo thì bố mẹ cứ ấy đi, thu xếp được đi thì con cũng chợ cũng no cho mà đi. Giờ nó bảo chứ giờ đi sang đấy cũng bình thường mà cần rẻ hơn là đi trong nước. Đúng, đúng. Nhưng điều quan trọng là Dung muốn anh chị tận mắt chứng kiến con mình thi đấu và mang vinh quang về cho Tổ quốc. Dung có tâm sự với anh chị về cái chuyện là kế hoạch bạn sẽ lập gia đình không? Nhiều khi nói thật chỉ tâm sự với mẹ thôi, còn nhiều khi về bố nó nói là về cái chuyện là gia đình ấy là nó không nói chuyện, nó bảo con không nói chuyện với bố đó, bố cứ kệ con.
Vì bố nói là hay giao chỉ thị cho nó đến năm bao nhiêu đấy là phải lấy chồng, mà không lấy là ta hỏi ở nhà rồi đấy. Bố nó cứ nói về cái chuyện lấy chồng là đứng dậy luôn. Nhưng mà riêng mẹ nói thì là cứ mẹ con tâm sự thì là nó lặng yên, nó bảo vâng cái này thì mẹ cứ kệ con tự lo được. Giờ... Chị có biết là Dung cũng có nhiều người theo đuổi không? Có, tôi có biết. Em nó có, thậm chí là những cái bạn mà theo đuổi em, cái đợt mà tôi cưới chị mới cưới em ấy là cũng về đây rồi ấy. Thì tôi cũng thấy, và tôi cũng, kể cả anh em cũng bảo ui, cứ hỏi là ai đấy, bảo bạn của cháu về đấy. Nhưng mà riêng theo đuổi các bạn về đây, theo đuổi về đến tận nhà, nhưng mà nó vẫn ơ hở, nó không tiếp. Chính bố nó bảo sao bạn về đây mà sao con lại không tiếp, lại cứ để cho bố mẹ với cả em với chị phải tiếp thế. Nó bảo ủi giời kệ, thích thì về, không thích thì thôi, chứ con có mời đâu. Như mọi bạn hay là chị đó, mà bạn cả chị nó về, kể cả nó không thích nó vẫn cứ tiếp. Để bố mẹ không cần phải nói, những lần này nó lại khác, nó không tiếp không gì. Nó bảo kệ, về thì tự về đi, tự đi. Con chả coi, con không biết. Anh thì sao ạ? Đương nhiên là người cha thì bao giờ cũng rất lo cho con, đặc biệt là con gái. Tôi nói thật là tôi ấy, trong bụng tôi thì tôi lo lắm. Thế nhưng mà ngoài thì tôi vẫn thờ ơ bình thường như không. Tôi chỉ bảo mỗi lần là tôi gặp ngồi với hai bố con, ngồi tâm sự với nhau, hai bố con thì không tâm sự được lâu đâu. Chỉ nói đến chồng con là nó đứng gót ngay, nó dậy, đứng gót ngay dậy đi chỗ khác. Thì tôi cũng có nói là thôi, giờ năm nay 26, 27 rồi, con liệu mà cứ hướng cần xây dựng gia đình, chứ không cứ đấm mấy đá với suốt cũng không được đâu. Vì con trai ấy, thì cần tuổi 35 lấy vợ vào cũng được, 35, 36 cũng được, nhưng riêng con gái chỉ 27, 28 là kịch. Nhưng cứ dứt khoát nói đến chồng con là đứng dậy, không nghe nữa. Thế nhiều bữa cơm ấy, thì ngồi tôi chỉ để tôi cũng nói thẳng, tôi là ấy cho con rồi đấy, hai gia đình thống nhất với nhau rồi đấy, muốn làm thế nào thì làm, là cuối năm là người ta mang dầu xuống đấy, tôi cũng chỉ đe trước thôi, nó mang dầu, người ta mang dầu xuống đấy dạm ngõ thì cưới lúc nào là cưới, nhưng mà thôi cứ dạm ngõ đã. Tôi cũng nói thế, nhưng mà nó bảo kệ, con không biết, con chưa lấy. Bố ấy thế nào con không biết đâu, con cũng không về đâu, con còn không lấy nữa, ở lại nuôi bố mẹ. Cùng trang lứa của Tuyết Dung là hầu như là đi lấy 100%, có những cháu là được 3 con rồi. Thế riêng Tuyết Dung đã có gì đâu, năm nay vẫn toàn những quần đùi áo số thế. Mình là một người cha cũng lo chứ, lo lắm đấy chứ không ạ. Thế mà cứ nói động đến gia đình là nó gạt phát đi, không ngồi nữa, không nghe. Thế nên tôi lương tâm tôi cũng lo lắm. Thấy con về thì mừng, nhưng đến lúc nó đi xong lại cứ nghĩ trông những các chị thế hệ trước như thế đấy, xong đến con mình mà cũng lại như thế đấy thì thương. Nhiều lúc cứ nghĩ thương là cũng rơi nước mắt ấy, khóc thầm khóc vụng ấy. Trong lòng bình thường con về thì mừng phấn khởi thế thôi, nhưng cứ nghĩ đến cái tương lai của con sau này. Có một lần tôi nói rồi đấy, nhưng mà em cũng có bảo mẹ không có chồng cũng chẳng sao, cũng không có chồng làm sao có con, còn có cháu mang về cho mẹ được. Lúc đấy con xin con nuôi như các chị cũng thế. Tôi cũng bảo là con ấy không được, muốn gì cũng phải xây dựng cái tổ ấm gia đình nó vẫn hoàn hảo hơn. Giờ cần mạnh khỏe thì cần chớ, nhưng sau này những lúc tuổi già nó giá dụ trái lắng dở rời, ốm đau này khác thì biết trông ai. Nhiều khi đấy mẹ muốn nói rằng là con đá nào được con đá, nhưng mà con phải xây dựng gia đình thì bố mẹ mới yên tâm, chứ con mang tiếng là con đá, con giỏi đến phần nào chăng nữa, nhưng mà con không xây dựng gia đình thì bố mẹ vẫn không yên tâm. Ngày nào mẹ cũng nói với con rồi, con đá nào là đá, nhưng đến năm 27, 28 con phải yêu đương, là một con dẫn người yêu về cho bố mẹ biết. Con thì cứ bảo vệ con, mẹ không phải lo, nhưng mà mẹ lo, mẹ muốn làm con sao mà con đá ngôi sao quả tỉnh, quả huyện, quả đất nước,
Nhưng mà về đến cái gia đình, cái cuộc đời sau này của con phải xây dựng gia đình, rồi có chồng có con, một cái gia đình tổ ấm hoàn hảo để bố mẹ mới an tâm. Nói chung là đến thời phút này là con là cũng là được rồi, là cũng là tất cả mọi thứ con cũng đã có. Quả bóng vàng, quả bóng lạc, cầu thủ lọ, cầu thủ kia là con cũng đã có hết rồi. Bố mẹ là gia đình, quê hương là rất tự hào với con. Nhưng bây giờ là niềm mong muốn nhất của bố với mẹ là con phải xây dựng gia đình. Cái khen lọ, cái khen kia là đầy đủ rồi. Cái ước mong của bố mẹ con sớm xây dựng gia đình, đấy là cái nguyện vọng duy nhất của bố mẹ, là con xây dựng gia đình càng sớm càng tốt cho bố mẹ coi nó đỡ phải lo nghĩ nhiều về cái vấn đề chuyện riêng của con. Mỗi lần về đều nghe bố nói là lấy chồng các kiểu ấy thì con đều gạt đi quay đi ấy. Nhưng mà thực sự con không muốn nói, con chỉ muốn nói bố là con muốn cuộc sống của con tự quyết định ấy.